kiểu đồ chị. Sinh vốn định cổ khi xưa có linh từ phụ thờ thành hậu quân quân. Thời thế thấy thời phong bao bản pháp. Nay nhất tâm kính thành nhất lòng kính xin đóng đèn có phụng người có của đèn có công với người tấm lòng. Để nguyện tâm kính thành nguyện lòng kính xin để tân tạo linh từ tố hảo nghiêm trang. Hôm nay được quân mẫu ngài thương thiên đình ngài độ cho phép chúng con trên trần cung linh thánh tượng lai kính lễ nhất tâm. Nay họ đặng con người dương thế sắp hệ đế đỉnh căn cao số tạo của mẫu ngài thương thiên đình ngài độ ban giao trao tặng cho phúc lộc phật thánh. Ơn nhờ ngài hôm nay xin nguyện lòng đồ đội lệnh bệnh làm tôi ở cửa đình thần tam tứ phủ có được như ngày hôm nay là ơn thánh. Sau nữa vua mẫu ngài thương chúa trời ngài độ ban khen ban thưởng cho họ đặng con thông phán chỉ truyền cho trần thế chúng con biết đường mà lội biết lối để xin tôn kính phật thánh tại bản đền. Nay nguyện tâm kính thành nguyện lòng kính xin để bắc kê mẫu ngồi làm ngô các giá mượn đầu làm ngai hai vai làm kiệu với bỏ chúng con xin phúc lộc phật thánh để ngài ơn ngài để ngài thương con ngài cho phép trần thế chúng con xin phúc lộc của ngài. Con nam mô a di đà phật. Xin mời về ngài. Thì là bà con xin phép thầy ạ, xin phép lãnh đạo tỉnh rất là vừa, xin phép chị ạ, xin phép cung văn, dạ. Thiên thượng đệ tử viên thành nhiệt tại kim lô không khoảnh khắc tân huân đức niệm mang thập phương.
sang sâu miên nam tiểu tai dương nam mô hương cũng sang bồ tát ma ha tát nam mô hương cũng sang bồ tát ma ha tát nam mô hương cũng sang bồ tát ma ha tát khai quan sắc nhang thập cờ diệu quang miên chiếu tự trung ngã tích tàng cũng sang kính phục hoàng thân cần thánh chúa tiên trung vương son xa chuyên gia tức ông có lệnh chuyên gia toàn quân quân thủy bộ cùng là chư dinh ô quỳnh đáo phạm nam thanh đáo phạm nam thanh quân ô đáo phạm nam thanh đánh đông dẹp bắc người tung hoành hoành mọi nơi
bút phê sai, triệt nhân tha bút phê sai, cảm phiền chư tướng về đáo lai, hồ trì tả sai binh bộ binh tùy. Thiên binh văn mã hằng hà kéo xa lệnh, truyền sư đội vạn cơ. Bây giờ ngài chắc sang anh linh trước là bảo hộ dân dân tình. Văn văn sớm dẫn lên lúc ông về tổng đôi, chép biên danh danh phi cho nhị thị tràng sinh. Thanh chương minh hôm nay dâng sơ tấu trình. Khám xét bản đền người về, khám xét bản đền khai quang xong nhà thơ cờ diệu. Quang miên chiếu từ trung ngã tứ tàng cung gian kỳ phục hoàng thân vật. Thánh chú tiên trung vương tiên lê tam tư phủ dâng trần triều cầu ăn bạc mệnh
nghiệp tống hoạch chữ thay rước thánh hoàn công khai dần sụp thỉnh tiễn lễ chay liệt cầu bình an gia đạo hạnh thông quốc thái dân an gia sức hạnh thông nguyện chỉ toàn gia tín đệ tử và người thanh cha thập độc thuế chung đệ đỗ đức duy ngũ thập thuế chung đệ quang hải ngũ thập thất thuế kim nhị phượng chúng đệ tử lê minh đức hà văn nghi giấy đồng chúng đệ tử nhật nhật tử tôn đa tát canh gia môn hưng thịnh phúc cưng lâm tứ thời vô tiểu hạn chiêu bát tiết tiểu trinh thường chỉ khánh thần cung thỉnh trần triều hiển khánh quốc công tiết chế nhân vương đạp đại vương ngọc bệ hà cung thỉnh trần triều khải thánh vương phụ vương mẫu nhị vị đường tông thanh tiền ngọc bệ hà trần cung thỉnh trần triều vương tử vương nữ vương tế vương tôn khôi vị đại vương phò mã đức công cung vi hoàng ngọc nguyên tử quốc mẫu thiên thành công chúa quyền thanh công chúa đại hoàng công chúa nam tào bắc đẩu giá phước nhất kiêu già vân già tướng văn võ ba quan hạ ban ngũ lôi thiên tương ngũ hổ đại thần nhất thiết linh thị tầm thanh trung quân phụ toàn gia các tín đệ tử nhật nhật tử tôn đa các cánh gia môn hưng thịnh phúc khương năm tứ thời vô tiểu hạn chiêu bát tiết tiểu trinh thường chi khánh cầu chi nghĩ huyện đắc cảm tâm tuế tư kỷ hợi niên đông thiên thập nhị việt nhị thập tứ nhật thần khấu đầu quả nam thượng tâu ạ ngày đại trọng giờ đại nhà là chí thiết lòng thành sửa đàn cháy lễ mặn là lễ mặn tâm thành à cung nghinh thánh à rước ngài hoàn cung à ngày nay tức ông à gọi ta bàn tài thiết lộc cho lãnh đạo tỉnh à lãnh đạo huyện à lãnh đạo xã hà các ban ngành à ban khen ban thưởng cho tâm của phượng hà họ ngũ hoàn nhất nhất tâm của đức ông ta hả vân vân
phúc sinh xuất hiện. Điểm xa ủy man trao
dưới chương chúa giáng đồng, thoang thoảng mùi hương hồng hào sang khắp bốn phương. Nhan sắc mà ba người nhìn cô nàng từ về chơi cảnh
sau trình vua cha dừng lên đời phù chúa bà y à. Khách hoang sắc nhan thập cơ siêu quang miên chiếu tử trung đã tiếp tăng công xa kim phục hoàng thân thật thật một trời xuân sắc sắc tô tươi rực rỡ lên ngàn lắm quả nhiều hoa chúa về đó đút vào xa sớm chiều bụi mây tan chiều lúc đèo y à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quan sai lối
động nghìn tiên sao ba mươi, ba mươi sáu động tiên ai, động lai tiên cảnh dạng dạng xa. Thank you.
tuân phục Như Lai thần, tuân phục Như Lai thủ lễ khâu đầu Hòa Nam Bách Y Bài. Còn tâu y Việt Nam quốc yên bái tỉnh văn yên hỷ biển Đông Quang xa bến để ý vu Đông Quang linh ngã từ hương phụng Phật thanh nhiên cung đồng thiên tiên lê bái đảo phát tấu thỉnh Phật chuyên kinh khao thỉnh sơn trang trợ thi cô hồn cờ an phát đảng kim thần đệ tử thanh đồng đặng hồng anh bản mệnh sĩ nhâm tý niên hành canh thứ thập bát tuế trụ trì linh quang điện sinh từ đường thứ căn cao mệnh trầm số hệ thanh đồng cẩn thủ kim việt căn nhập tu thiết lễ nghi kim ngân tài mã đại đồng định thanh đồng toàn quốc sở thành từ thiết kiến lễ trai nhân dân tình toàn gia các tiên đệ tử tiên lê tam tư phủ dân lê cầu an bản mệnh khai quan yên vị cờ an pháp đàn sở thành thừa thiết ước thánh hoàn cung sở thành cung thần cung nghi thế tiên phù chi tôn kim quyết ngọc hoàng huyền cung cao thượng lê ngọc bệ thần cung đế địa phù chi tôn đắc âm phong đồ huyền diện đại đế ngọc bệ hà cung thỉnh thủy phủ chi tôn phủ táng cam đâm đại đế ngọc bệ hà thần cung thỉnh nhạc phủ chi tôn ngũ nhạc thần vương đại đế ngọc bệ hà đồng lăng đại toàn gia đệ tử phản tử thanh cam lễ sinh giác nhân hành canh thập lục tuế chung định tử đức duy thập tuế chung định tử nghe quan thập pháp tuế vũ thị kim phượng chung đệ tử Lê Minh Đức thập nhị tuế hàng văn giới phật thập bát tuế chúng môn đệ tử toàn gia sở thành tứ thiết nhật nhật tử tôn đa các khanh gia môn hưng thịnh phúc hưng lâm tứ thời vô tiểu hạn chiêu bát kiếp hữu trinh tường chi kinh toàn như ý nhật nhật sở thành tứ thiết quốc thái dân an vạn sự bình an thập nhị nguyện thập nhị nhật thần khấu đầu hòa nam thượng tâu ạ triệt nhiên hạ bút phê sai cảm phiền chư tướng đau đang độ trị tả sai binh bộ huynh huynh tùy văn văn trạng tiến dâng ngày hôm nay có văn văn trạng tiến dâng toàn về tâu đôi đàn duyên long thành cung phù đệ tử trường sinh dâng lá sơ hồng trần gian con về dâng lá sơ hồng để trước công đồng phật thánh chứng minh hôm nay có sơ tâu trình sở cải pháp sự à biết ơn họ vũ phượng à ngày hôm nay à lãnh đạo tỉnh huyện xã hà bàn di tích cả nhất tâm cùng thỉnh đức ông mà cùng thỉnh chúa bà hà thỉnh mời quan lớn mà có lời đến quan anh ta chấp giáng dương đồng mà quan anh ta khai phủ khai yên na chấp nhận đàn duyên của nhà họ đặng cùng lãnh đạo đền na nhất tâm thừa quan anh ta hà ta phê chữ đỏ ta bỏ chữ đen na đầu xuân năm mới à đắc được tài sai được lộc à nhân dân được an lạc cả dần an
khâm mê thừa đi lạy vua ban số sinh cùng số tử liệt hạ chúa phi quay cái đèn kia một tí sang cái đèn kia à. Xa vũ đằng vần có phen xa vũ
Bát Man công tử xa gần làm tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cơm khỏi nhà. Lớn à, ngày hôm nay hỏi nữa à, nhất tâm mà còn lớn à, khen hả, làm tài tiếp tục đồng đền đồng điện à, thanh đồng đạo quan chủ nhân đồng đền cả nước à, sức khỏe à, đón xuân canh tí à, vui vẻ thành đạt à. Thiên vi đề a ba
không kỳ cục. Tước lòng hầu truy
để chấp lời. Bí thư chủ tịch, bí thư huyện đã chủ tịch huyện, bí thư huyện đã. Nhất tâm quả lớn hả? Cùng hiểu ở ấn à, chấp giám thường đồng à, nhà họ hẳn hỏi chủ tế à, nhất tâm và quan à, để quan cho được à, làm một đảng, làm một đời à, để đắc tài được sai lòng à. Chính công chính quyền chính quả à, nhất tâm của quan lớn thường à, để nhất một lòng tòng một đạo quan lớn kia à, mà nhớ cho quan lớn là ngày 29 à, nhất tâm quan lớn à. Dục lược oai hùng gương tráng sĩ, lệnh nêu đây bà.
năm năm tháng nỗi đau khôn cùng kỳ cùng quang xa ơi hỡi trời cao quan trai này đâu có ngờ ai có ngờ chuyện sự sắp đặt xưa tiên tháng năm sống kỳ cùng phong nổi lên đón ơi chàng xin tích linh xưa nếu chuyện ghi mãi để màn thu nỗi oan quan tuần kỳ cùng còn khi nổi sớm tiền ngồi phúc tinh long long châu hồ phúc nốt tam đầu quân khúc trầu lên lân lân sơn nề phường múa đôi bên quan tuần loan ra ngự lên sập dòng thank you.
chi kinh sinh lễ nghi chẳng tình với ai xin ông ra phúc trừ tay đổ cho được chữ ông tài công danh học đạo muôn linh khai cho được trí thông minh khai cho sống nhớ được tình tình như được đường trường bảy con nguyện đèn hương dâng dâng tiên xin ông thương đến đồng xa ai mà nhầm nỗi chuyện tha đổ cho gia chủ được vinh vinh hoa đời đời tam con liền được theo thầy mà thi ông ai lâm cứu khổ đồ mê tục đường lên niết bàn mười con nguyện nì tiền tài không không tiếc nì đền kiếp này có giá trị đâu đệ tử con đặt gối dập dập đầu mát chiều xe bóng theo hầu tốn chỉnh nha, vẹt tường bao bảo vệ bao vây đền phủ à, ghê ông phải lo toàn hả? Chính ngồi chính vị à, mộ của ông báo à, làm sao cho đẹp hả? À? Cùng nghìn thánh à, nhất tâm à. Nhất tầm văn lớn khen à, cùng văn dùng văn thỉnh văn à. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
chán rung động nhà. Ngày nay cũng chầu bà ban tài chúc lộc cho họ phú hòa, khá khen cho lãnh đạo tỉnh nhà, nhất tâm chỗ bà ban khen ban thưởng cho lãnh đạo huyện nhà, lãnh đạo xã hà, ban di tích lịch sử hà, nhất tâm chỗ bà cho bà ban khen cho nhà họ tặng họ nghĩa là mang miệng về tâu mang đầu thì thái cung minh chúa bà hà. Ngày hôm nay chúa bà rất là an nghỉ, chúa bà ban khen ban thưởng cho đệ tử cường hà, nhất tâm chúa bà từ nay đến ngày 25 là phải xong hết các việc. Ô, lại lại chúa bà để lại thương chúng con, khi cha các mẹ cử chúng con muốn được đơn sơ đền đền cảnh xin phúc lộc của ngài, nhưng nay mỗi một ngày là nhân gian nhân dân chủ các cha các chủ khao khát các nguyện. Phép chúa bà là còn lai công đôi việc, xin phép chúa để cho chúng con Long Vân Khanh hội đầu xuân long trọng đón ngày khánh thành, thì chúng con xin cung kính rước nó là con xin phép ngài ạ, hãy được lợi nhà con ạ. Nhất tâm chúa bà dừng đâu lên đây mà nhất tâm hả? Dạ. Còn ba cái việc hả? Dạ. Thám tử cung nghi hả? Dạ. Tháp sơn đồng hạc hả? Dạ. Chúa xong rồi hả? Dạ. Nay chúa bà thương hả? Dạ. Chúa bà cho đến chính hội hả? Dạ vâng ạ. Và xong hết cả hả? Dạ vâng ạ. Chúa không còn cho chúng con được xin chân thành. Thế mà nhà họ Vũ à? Vũ. Là con ạ. Chúa bà khen cho họ Vũ à? Dạ. Mông Sơn thứ bậc à? Dạ. Pháp sư cúng một ngày à? Dạ. Mông Sơn một ngày chấm à? Dạ. Nhất tâm chúa bà nói tử tế à? Dạ. Voi chín ngà gà chín đượn ngựa chín ngọc đào à? Cung linh dạ. À, nằm phượng à? Này chào chào dậy nhanh nhà con người trần này là đúng. Thế mà nhất tâm chúa bà voi chín ngà gà chín cửa ngựa chín lông mao hà. Vâng ạ. Nhất tâm chúa bà chấn năm phương hà. Dạ, chào 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 chính ngày là 29 ạ. Pháp sư cũng ngày 29 ạ. Chấn vào ngày 29 ạ. Vâng ạ. Đại châu gì châu thương con thật tâm kính thành thật lòng kính xin mẹ cha đặt lễ ngày hôm nay ngọn bút thay lời pháp sư con đấu đốn nội quỳ xin cho nam nhân thân chủ họ phạm họ Đỗ ghế đệ của chồng như là cũng là do trần ta chúng con một chân bước ra ba chân bước về vội vàng nên họ vú quan sớm mai mai và xin phép cha mẹ là mật thần để xin phúc lộc của chồng cho thương cho hoàn chỉnh cho chú là chầu thương chầu dạy cho họ vú con thì con xin nhất tâm thành kính với lời với pháp sư để đến ngày 28 ngọn bút thay lời tức là đấu đối sau là trận hiểm con xin tạ ơn ngài ạ. Nhất tâm chúa bà hả? Chúa bà nể lời họ Vũ à? Chấp nhận đàn riêng à? Kèm cho chư môn chư bà các đệ tử anh đồng đạo quan à? Thập phương triền bái à? Ừ. Hát kiếm xa thiếu cho họ Vũ con vì chưa khăn đảo bảo ở ghế họ ngồi làm ngôi chầu dự việc là cũng một công lo bị kiểu con xin phúc lộc của chầu hoan hỉ cho có lời với cha với mẹ có lời đình thần tạm tứ phụ nhà ạ. Thế mà cùng mình thánh chúa bà để thỉnh ông báo à? Tinh tâm thú hồ lang về dầu.